Một chiến thắng hủy diệt với cách biệt 5 bàn không gỡ đã được Messi cùng với các đồng đội lập tại sân nhà Love Hart. Luis Suarez mở điểm cho Miami với một cú đút vào các phút thứ 4 và 11. Robert Tyler đã nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 ở phút thứ 29. Và ngôi sao lớn nhất của họ Lionel Messi đã ấn định chiến thắng 5 sao cho Miami khi anh lập một cú đút vào các phút thứ 57 và 62. Chúng tôi đang có phong độ ổn định và đang tận hưởng chiến thắng này. Câu lạc bộ đang phát triển từng ngày. Hôm nay là một trận đấu quan trọng cần phải giành chiến thắng để tiếp tục con đường phát triển đó. Và sự thật là trận đấu này giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn cho mọi thứ sắp tới. Đó chính xác là những gì mà Messi nói sau trận sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Orlando City. Với những phát biểu đầy tự tin, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một tương lai những danh hiệu của Miami cùng với Messi. Phong độ tệ hại của The Blue trong mùa giải năm nay thực sự đang không khiến bất kỳ cổ động viên nào của họ cảm thấy hài lòng. Lối chơi thiếu hiệu quả, kèm theo đó là sự yếu kém cho cách quản lý đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino là vấn đề của The Blues. Và mới đây nhất, trong trận hòa 2-2 trước câu lạc bộ Brentford, những ống kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh các cổ động viên Chelsea hô vang cái tên Jose Mourinho trên khán đài. Theo những nhận định từ các chuyên gia bóng đá tại Anh, người hâm mộ The Blues đang rất chán nản với cách làm việc của Pochettino thời gian qua. Những người hâm mộ Chelsea mong muốn rằng ban lãnh đạo của đội bóng có thể mang người đặc biệt trở về sân Stamford Bridge nhằm phục hưng lại câu lạc bộ trong tương lai. Sau trận đấu với Valencia, huấn luyện viên Ancelotti đã có một số chia sẻ như sau. Đó là một sự cố chưa từng và không có gì để nói thêm. Tôi nghĩ trọng tài đã mắc sai lầm cho tình huống cuối trận. Thậm chí phản ứng của Jude Bellingham cũng không hề quá đáng đến mức phải nhận thẻ đỏ. Các cầu thủ của tôi có quyền phản ứng lại quyết định này. Chúng tôi rất thất vọng vì bàn thắng đã không được công nhận. Trên trang X, Fabrizio Romano đã đăng tải những lời nói của tiền vệ người Anh khi bị trọng tài từ chối bàn thắng. Cái quái gì vậy? Bóng đã đi vào lưới rồi và đó là bàn thắng cho chúng tôi. Và có lẽ đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiếc thẻ đỏ của anh. Mặc dù vào lúc này không thể ra sân thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, tuy nhiên tiền đạo Rasmus Højlund vẫn rất biết cách khiến cho người hâm mộ của nửa đỏ thành Manchester phải nhớ đến mình. Được biết cách đây vài giờ, trang chủ câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử ngoại hạng Anh đưa ra thông báo rằng Rasmus Højlund nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của câu lạc bộ. Đây thực sự là một sự động viên cần thiết cho cầu thủ người Đan Mạch. Højlund đang phải chạy đua với thời gian nhằm có cơ hội góp mặt trong trận derby thành Manchester sắp tới. Người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester hy vọng rằng với sự khích lệ nêu trên, Rasmus Højlund có thể nhanh chóng trở lại và tiếp tục nổ súng cho Quỷ Đỏ trong thời gian tiếp theo. Theo những cập nhật mới nhất từ Bleacher Report Football cho biết, tiền đạo Darwin Núñez trong mùa giải năm nay đang thật sự tỏa sáng với thống kê đáng ngưỡng mộ. Được biết cứ trung bình 87 phút trong mùa giải này, ngôi sao người Uruguay sẽ có được một bàn thắng hay kiến tạo cho đội chủ sân Anfield. Sau khi có được thống kê trên, đã có rất nhiều cổ động viên Lữ đoàn Đỏ bày tỏ sự hài lòng của mình dành cho tiền đạo sinh năm 1999. Cách đây vài giờ, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã có một bài phát biểu rất đáng chú ý xoay quanh đến câu chuyện những cổ động viên của The Blues công khai phản đối chiến lược gia này ở trận hòa trước câu lạc bộ Brentford. Cựu huấn luyện viên của PSG cho biết: "Tôi thật sự không lo lắng về hành động của các cổ động viên. Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tôi cần phải chấp nhận điều này. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để đưa Chelsea đi đúng hướng trong tương lai. Khi đó mối quan hệ giữa tôi và người hâm mộ đội bóng sẽ tốt lên." Theo tờ Football España của Tây Ban Nha cho biết, ban lãnh đạo Barcelona đang cố gắng tìm kiếm những đối tác thật sự tiềm năng để bán đi hai ngôi sao của đội là Rafinha và Jules Koundé. Được biết, chủ tịch Juan Laporta rất muốn bán hai cầu thủ nói trên cho những câu lạc bộ đến từ Ả Rập để tối ưu hóa nguồn thu từ việc bán cầu thủ. Dù vậy, theo những thông tin từ xứ sở bò tót cho biết, cả Koundé và Rafinha đang không chấp nhận hai phương án trên. Cả hai cầu thủ này đều muốn chuyển đến một câu lạc bộ ở châu Âu để thi đấu nếu như phải rời gã khổng lồ xứ Catalan trong tương lai. Giovanni Bracchini hiện đang là người đại diện cho huấn luyện viên Massimiliano Allegri đã có một vài chia sẻ liên quan đến tương lai của vị chiến lược gia này. Nói với Tutto Sport, Bracchini cho biết Allegri đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của ông ấy tại Juventus. Còn về tương lai, chúng tôi phải xem xét đến rất nhiều yếu tố. Bản thân Allegri chắc chắn không muốn chia tay câu lạc bộ này. Dù thế, quyền quyết định không nằm ở trong tay chúng tôi. Ban lãnh đạo đội bóng mới là những người đưa ra quyết định về vấn đề này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Massimiliano Allegri, bài đâm giá thành Turin hiện đang đứng thứ hai tại Serie A với 57 điểm. Dù vẫn chưa thể mang lại thành công như giai đoạn đầu tiên dẫn dắt đội bóng, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia bóng đá tại xứ sở Mì Ống khẳng định rằng Allegri vẫn đang làm tốt công việc của mình. Dù không còn thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của chủ nhân 8 danh hiệu của bóng vàng là điều không thể bàn cãi được. Mới đây nhất, Lionel Messi đã chính thức đạt cột mốc 500 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram và rất nhanh chóng, ngôi sao người Argentina đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video
nhằm bày tỏ sự biết ơn của mình đối với những người hâm mộ bóng đá trên thế giới. Dù đã được cột mốc đáng nhớ, tuy nhiên ngôi sao của Inter Miami vẫn kém kinh địch Ronaldo 122 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram. Ngoài những breaking news nóng hổi trên, ekip biên tập viên Anh Quân chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn một vài tin tức thú vị khác đã xảy ra trong 24 giờ qua. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé! Cách đây vài giờ trước, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đưa ra thông báo chính thức yêu cầu không triệu tập Mohamed Salah trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới từ Liverpool. Được biết, bên phía The Kop cho rằng Salah vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn là trở về phục vụ cho quê hương. Tuy nhiên, bên phía tuyển Ai Cập vẫn chưa chấp nhận yêu cầu nói trên. Những người phát ngôn của đội tuyển này cho biết, đội ngũ y tế của Ai Cập cần có nhiều thời gian hơn để nắm bắt được tình hình thực tế của Salah trước khi công bố các quyết định chính thức. Vừa qua, Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino đã có một vài phát biểu rất đáng chú ý liên quan đến câu chuyện thẻ xanh được đề xuất trong tương lai. Infantino nói, tôi nghĩ rằng thẻ xanh sẽ không có cơ hội xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp trong tương lai. Đưa thẻ xanh vào các trận đấu sẽ là vấn đề rất khó giải quyết trong thời gian ngắn. Chính vì thế, trong tương lai gần, bóng đá vẫn chỉ có thẻ vàng và thẻ đỏ. Với những động thái mới nhất từ người đứng đầu tổ chức quyền lực của bóng đá thế giới là FIFA, thì nhiều khả năng trong những trận đấu chuyên nghiệp trong tương lai, câu chuyện xuất hiện thẻ xanh dường như sẽ không thể xảy ra. Theo những tin tức mới nhất 24 giờ qua, đội tuyển Brazil đã công bố danh sách triệu tập cho hai trận gặp Anh và Tây Ban Nha vào cuối tháng này. Điều đáng chú ý là ngôi sao tấn công của pháo thủ là Gabriel Jesus đã không được triệu tập ở đợt tập trung này. Trong khi đó, hai trụ cột khác của pháo thủ là Gabriel Magalhães và Gabriel Martinelli đều có tên trong đợt tập trung sắp tới. Phát biểu với tờ Football London sau chiến thắng mới nhất của Tottenham trước Crystal Palace, huấn luyện viên Postecoglou đã có một vài phát biểu đáng chú ý về màn trình diễn của Brendan Rodgers như sau. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cậu ấy trong ngày hôm nay. Dù còn rất trẻ, tuy nhiên Brendan Rodgers đã thi đấu rất chững chạc. Chàng trai này biết cách phối hợp với những người đồng đội trên sân cũng như là khai thác những điểm yếu của đối thủ. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ giữ được phong độ trong thời gian tiếp theo. Chàng trai này thật sự rất có nhiều tiềm năng để phát triển đấy. Trận đấu với Valencia vừa qua là trận đấu thứ 250 của Vinicius cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh lập một cú đúp để gỡ hòa cho Real. Và nếu không có sai lầm của trọng tài thì đây sẽ là chiến thắng cho Vini và kèn kèn trắng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành với nhau ở những bản tin về bóng đá đầy màu sắc mỗi ngày. Hãy dành ra ít giây để like, share cũng như là đăng ký để chúng tôi có thêm động lực mang đến những sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.